Dạ, xin chào anh chị và quý khách hàng nha. Hôm nay là Trung Thu rằm tháng 8 anh chị. Thì hôm nay cửa hàng bên em lại rộn ràng sắc đỏ những xe mới về. Thì em xin sẽ quay một vòng những mẫu xe màu đỏ hiện tại bên em đang có để anh chị tham khảo nha. Thì đầu tiên chiếc xe cũng mới cập bến bên em đây anh chị. Accent 2022 bản đặc biệt nha. Odo hiện tại tầm 10.000 cây thôi. Và bên em đang bán với giá là 485 triệu baht hồ sơ nha anh chị. Đẹp bi rồi nè anh chị. Xe này đã lên cho mình được cái K360 nha anh chị nha. Anh chủ đây lên cũng khá là đầy đủ mâm phay nha anh chị, sức sáng cũng không đáng kể, lốp còn rim theo xe tầm 10.000 thì lốp còn khá cao. Quay sơ một vòng nội thất bên trong anh chị tham khảo luôn. Đây nội thất bên trong ghế da hai màu nha anh chị, các nút tích hợp còn rất là rõ này anh chị nè, bọc tua lăng hiện tại lên 11.390 rồi nha anh chị nha, siêu ảnh chưa lột luôn nè anh chị. Em màn hình xếp tiếp này, lót sàn rồi đầy đủ hết nha, chưa lột hết nữa nè anh chị, cửa sổ chơi đầy đủ ạ. Hàng ghế sau rất là thoải mái, điều hòa đầy đủ nha anh chị. Rồi em qua chiếc bên cạnh nha, chiếc này i10 cũng mới lên anh chị nha. i10 này cũng 2022 luôn, Odo hiện tại 18.000 cây, số sàn nha. Bên em đang bán với giá là 355 triệu baht hồ sơ cho mình nha anh chị. Mâm lốp này còn khá là đẹp nha. Lốp còn rim theo xe đây anh chị. Nội thất bên trong thì ghế nỉ pha da nha anh chị nha. Odo chuẩn theo xe 18.610. Màn hình rim theo xe, cần số da còn khá mới anh chị nha. Điều hòa đầy đủ hết. Hai nha anh chị. Rồi em sẽ xuống dưới á, quay nốt những mẫu còn lại cho mình. Thì tiếp theo sẽ là một chiếc Fadil 2022 bản bay nha anh chị nha. Xe này thì Odo hiện tại 21.000 cây và bên em đang bán với giá là 325 triệu baht hồ sơ. Xe này thì gốc Gia Lai nha anh chị. Fadil nó sẽ có 3 bản, bản bay, bản Plus và bản Premium. Thì chiếc này là bản thấp nhất là bản bay nha anh chị. Odo chuẩn theo xe 21.181. Xe cũng lên cho mình được cái màn hình OLED rồi nha anh chị. Lót sàn, cam hành trình đầy đủ ạ. Fadil trong phân khúc hạng A thì có thể nói là đứng đầu rồi anh chị. Máy xăng 1.4 nha. Tiếp theo cũng là một chiếc Fadil nhưng mà bản Plus nha anh chị. Màu này nó kiểu như màu đỏ đất anh chị. 2020 27.000 cây, 309 triệu nha anh chị. Từ 329 bên em điều chỉnh còn 309 triệu cho mình. Bản Plus, bản giữa thì nó sẽ có những cái nút tích hợp ở trên vô lăng cho mình anh chị ha. Odo chuẩn theo xe 27.232 ạ. Tiếp theo là một chiếc Vios nha anh chị. Vios này 2021 bản G mà Odo hiện tại mới 800 km thôi. Và em đang bán với giá là 505 triệu baht hồ sơ nha. Xe mới tinh luôn anh chị. Nhìn mâm lốp này, dài cui luôn nha. Lốp rim theo xe cho mình. 800 km thì không khác gì xe mới luôn anh chị. Xe này là lúc thu là bên em tầm hơn 200 thôi, bên em chạy về nó mới lên tầm 800 á. Mình cái ghế này anh chị mới tin luôn. Và cuối cùng là một chiếc xe Soluto và Deluxe nha anh chị nha. Xe này thì số tự động 2020. Bên em đang bán với giá là 385 triệu, Odo hiện tại là 53.000 cây nha anh chị. Đèn bi rồi nè, bi gầm, mâm lốp này anh chị còn khá là đẹp nha. Mâm 14, xước sát thì có nha anh chị nha. Đây này có xước sát này, không đáng kể đâu.
100. Hodo chuẩn theo C 52.753. Lên màn hình rồi nha anh chị, em hồi trình này. Thì hiện tại bên em đang có sẵn 6 chiếc xe màu đỏ này. Trong video em xuyên mới quay thì anh chị quan tâm chiếc nào có thể liên hệ Zalo cho em nha anh chị, 092 932 5679, hoặc ghé trực tiếp cửa hàng bên em, Auto Toàn Trung Gia Lai, địa chỉ 276 Hồ Tất Thành, để mình tham khảo trải nghiệm xe mà anh chị đang quan tâm nha. Dạ rồi, em xin phép dừng video tại đây. Chúc anh chị một mùa Trung thu vui vẻ ạ.